Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Hamster. Đây là một cái dự án mà nó sẽ chỉ phát cho 500.000 500 người winner thôi các bạn nhé. Mỗi bạn sẽ nhận được 10 billion ham token. Đấy, 10 billion tức là 10 tỷ mọi người nha. Thì cái dự án này dựa ở Litehotbit, PancakeSwap và một số sàn khác. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia dự án này nhé. Đây là một cái kèo mà gọi là mình hay gọi là random hoặc là nhân phẩm đấy mọi người nhé. Mà nào nhân phẩm tốt thì được nhận nhá, còn nhân phẩm không tốt thì coi như là mình rủi đi đấy. Thì mình cũng ít khi làm mấy cái dự án mà random này lắm nha mọi người. Thì thi thoảng như kiểu vui vui thì làm thôi mọi người ạ. Đấy, cái dự án này thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn follow Twitter này, làm ở trên Glam nhé các bạn nhé. Đây Glam.io, tức là mình làm qua một cái nền tảng ấy. Thì các bạn phải có tài khoản Glam.io. Mọi người ai mà mới mà chưa có tài khoản thì các bạn phải đăng ký cho mình nhé. Thăm thử coi. Đây thông báo của nó ở đây. Ấn Continue. Rồi Telegram. Ấn cái Telegram tên vào đây các bạn nhé. Tên của mình là ấn Penny 1983. Rồi tiếp một cái group này đang là khoảng khoảng 1.000 người, tức là đang là hai chọi một phải không các bạn? Nó bảo cái gì nhỉ? À, Flow Channel ở đây mà. Tiếp tục dán tên. Red Twin, cái này là Red Twin nè. Mọi người like vào Red Twin nhé. Đây. Đấy, nó sẽ tích về visit website nè. Mọi người vào website của nó xem có cái gì không. Hunter Finance. Trời ơi. Mua trên PancakeSwap nè, phải không? Coi Zcash rồi hả? Lên chưa? Lên rồi, ôi giời ơi. Còn mấy số 0 ấy. Lên PancakeSwap à? Lên coi Market Cap. Đây các bạn có thể mua ở trên này nhá. Mình thì mình không mua cho nên là thôi, không chơi. Nó bảo visit thì mình chỉ cần visit thôi. Tôi nhân tiện thì mình cứ làm airdrop thì tôi cũng cố gắng làm xem biết đâu là may mắn nhỉ. Đấy, coi như là các bạn được chừng này. Nếu giá hiện tại thì khoảng 10 đô một người nhé. Nếu mà các bạn nào mà được ấy, chưa nói là nó tăng giá hay các thứ đâu nhé. Đấy. Ở đây thì các bạn ấn Refer, giới thiệu bạn bè. Ở đây thì các bạn dán cái ví BSC vào. Đây, mai kia mà nó trúng thì nó trả về ví này nhé. Còn đây là link giới thiệu bạn bè nhận được 1 point thôi. Đấy, link mình sẽ để ở bên dưới video nhé. Còn 7 day nữa là kết thúc. Từ ngày mùng 3 đến mùng mấy tháng 7 ấy. Lúc nãy vừa mới đọc xong quên mẹ. Đây. Ở 4 đến 11 Juli nhé các bạn nhé. Mùng 4 tháng 7 đến 11 tháng 7. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng cho các bạn cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cũng như là chúc mừng các bạn, chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé.